Trời à, sao mẹ về đúng lúc vậy trời? Làm sao để ngăn cản mẹ đây ta? Hay là mình thử đánh lén mẹ, làm cho mẹ bất tỉnh? À? Cái con kia mau đứng lại. Mình sẽ lấy mủ của cái cây này, làm lại một viên đá cẩm thạch mới cho mẹ. Ủa, có cái gì thế kia? Sao có nhiều trứng gà rơi vậy? Bà mắc bẫy tôi rồi. Cái gì thế này? Mau thả tôi ra. Nằm mơ đi, tôi không dễ bị dụ đâu. Cô muốn lấy tiền không? Có. À? Mình sẽ bơm mủ nhựa của cây vào. Cho mày chừa cái tội đi chọc phá người khác nhé. Con chị nghe lời chị Mai thôi à? Bị con Mai nó lừa rồi. May quá, cuối cùng cũng xong rồi. Mau đem về nhà thôi. Sao mẹ lại về giờ này? Mày lại báo tao cái gì nữa đây? Con có làm gì đâu, con ở nhà suốt mà. Đúng là kỳ lạ, đúng rồi, viên đá cẩm thạch. Viên đá cũng không có vấn đề gì. May quá, thử thách chôn mẹ lúc ngủ. Bây giờ mình sẽ ăn hết món ăn yêu thích của bà ấy. Ăn xong đã quá. Cái con kia, mày dám ăn hết bánh của tao à? Hôm nay mày gan lắm, cái con đó nó trốn đâu rồi? Hỏi ông chú đó xem sao, anh có thấy một con bé da đen nào không? Có thấy, để tôi sẽ vẽ cho bạn hình ảnh nhé. Sắp xong rồi. Anh nhìn tôi làm gì hả? Tôi chỉ thấy có một con gấu trúc ở đây thôi. Anh giỡn mặt với tôi à? Mình sẽ dùng miếng gỗ này để làm thành một miếng khô bò để trả lại cho mẹ. Dùng ớt sa tế, quét lên phía trên. À, có một con gấu trúc kìa. Tại sao ai cũng nói gấu trúc vậy ta? Để xem mặt mình thử. Cái con báo này, dám vẽ bậy lên mặt mình. Như vậy là mình làm xong rồi, đem chúng về nhà thôi. Mẹ đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Trời ơi, cái món này quá là ngon luôn á. Thả con ra. Tao cấm mày chơi máy tính nữa. Cái ô khóa này mà đòi nhốt mình lại được sao? Để xem mẹ nhập mật khẩu máy tính là gì. Lúc trước mình đã lau sạch sẽ bàn phím rồi. Khi mẹ nhập mật khẩu, sẽ để lại dấu vân tay trên các nút bấm của bàn phím. Chỉ cần sử dụng băng keo để kiểm tra dấu vân tay, mẹ đã gõ bàn phím tổng cộng là 7 lần. Nếu trừ nút Enter ra, vậy thì có một chú mẹ sẽ gõ 2 lần. Mật khẩu sẽ là bánh cay. Chính mẹ còn non lắm, sao đấu với con được. Đánh nó đi. Cái con này, biết tay tao. Mẹ về rồi. Cái con. Ủa, sao mẹ lại về sớm vậy? Con lén chơi máy tính đúng không? Mẹ khóa con ở đây mà, sao con chơi máy tính được? Ban đầu pin máy tính là 99, sau giờ chỉ có 66, độ lõng của chiếc ghế và cả nhiệt độ trên bề mặt ghế. Chắc chắn con đã ngồi ở đây chơi game trên máy tính. Máy chết với tao. Con sai rồi. Em bắn nước nè, ha ha. Anh thấy nước có mắt không? Để em bắn thêm nhé. Bắn vào anh nè. Cái thằng nhóc này. Sao anh lại lớn tiếng với em? Mẹ ơi mẹ. Chuyện gì vậy? Mẹ ơi, con giỡn một chút xíu với anh họ mà anh bắn con. Mày bắn nước vào tao mà bảo chút xíu hả? Em nó còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện. Mày là anh họ nó thì phải biết nhường nhịn chứ. Mẹ với gì, cứ bênh nó hoài. Con đi vô trong nhà đi. Em nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, so đo với một đứa trẻ làm cái gì chứ. Được rồi, con đi cho mẹ vừa lòng. Má cái thằng em họ bố láo. Cái quần què gì thế? Được lắm, tao sẽ cho mày biết tay. Này em à, em có muốn cầm điện thoại chơi game không? Dạ muốn lắm ạ. Vậy thì em hãy làm điều tương tự với mẹ của em đi. Ý anh là phun nước đó hả? Đúng rồi, em làm xong thì anh cho em chơi game. Mẹ ơi mẹ. Có chuyện gì vậy con? Mày bị điên hả? Tao cho mày bay lên trời luôn. Công nhận nằm ở đây mát quá đi. À? Nhưng mà em sắp đóng băng rồi chị ơi. Chị thấy nhiệt độ này cũng có lạnh lắm đâu chứ. Con chó này, cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi. Hôm qua dám lẹn vào nhà tao ăn vụng hả? Lần này mày đừng hòng thoát khỏi tay tao. Chị ơi cứu em với. Tiểu cầu của tôi đã ăn món gì? Nó đã ăn một con bạch tuộc nướng của tôi. Anh cứ chờ đó, tôi đền cho anh là được chứ gì. Chị đi về sớm nhé, không hổng làm thịt em mất. Chủ mày mà không về thì tao cho mày lên chào mà chơi nhé. Hơn 30 phút rồi, chắc chủ của mày bỏ mày rồi. Tao sẽ cho mày lên chào. Bạch tuộc của anh đây này. Cái gì đây, con này là bạch tuộc sống mà, sao mà ăn được? Sống thì nấu chín lên thôi, đơn giản mà. Bỏ lên chảo dầu đào sơ qua, như vậy là có món bạch tuộc nướng rồi. Anh thấy món này như thế nào, được chưa? Được rồi, đưa cho tôi đi. Ai cho anh ăn mà lấy, cái này là dành cho tiểu cầu của tôi. Món bạch tuộc này ngon quá chị ơi. Ủa, món đó là của tôi mà. Chờ đó tôi sẽ trả thù. Này, dừng lại mau lên. Có chuyện gì vậy anh kia? À? Tôi chính là nạn nhân của con chó nhà cô. Hôm qua nó ăn vụng que cay của tôi và làm mặt tôi như thế này đây. Anh đừng có vô lý như vậy. Tiểu cầu nhà tôi rất là ngoan. Ngoan hay không thì cô về mà hỏi nó đi. Hôm nay cô là chủ thì phải đền cho tôi một bịch que cay mới. Nếu không, tôi sẽ không cho cô đi đâu hết. Anh
quá là vô lý rồi. Nếu cô không đền, tôi không cho cô đi đâu. Ok, anh đợi đó. Nhớ là không được ăn hiếp tiểu cậu nhà tôi. Chị đi nhanh về sớm nhé. Tớ sẽ làm cho hắn ta lát mắt luôn. Tớ sẽ làm một con rồng quay tay khổng lồ. Tớ sẽ dùng thép như này để tạo thành khung con rồng. Sau đó dùng bột có sẵn, ngâm chúng vào trong nước. Rắc thêm bột ớt, rồi trộn đều lên. Sau đó bỏ que cây lên khung con rồng. Vậy là được rồi, đi tới chỗ tiểu cầu thôi. Chủ mày bỏ mày rồi, chắc chắn cô ta sẽ không quay lại cứu mày đâu. Hè hè, bây giờ tao sẽ xử lý mày. Cứu em với chị ơi, hắn là tên biến thái. Này anh kia, dừng lại mau. Tôi làm cho anh que cây hình rồng khổng lồ rồi này. Thử thách bỏ nhà đi chơi game. Mẹ tớ khóa cửa nhốt tớ ở nhà rồi các bạn. Nhưng mà hôm nay là ngày tổ chức sự kiện về game. Sự kiện này rất là lớn và quy mô. Tớ nhất định phải lẹn ra bên ngoài mới được. Tớ đã chuẩn bị các công cụ sáng rồi. Bây giờ, tớ sẽ dùng những thứ này để đào một đường hầm dẫn ra bên ngoài. Căn phòng bí mật của tớ cũng ở dưới lòng đất, nên tớ sẽ xuống dưới tầng hầm sâu một tí. Không biết tớ có thể đào tường trong phòng vệ sinh không nhỉ? Bức tường bên trong phòng vệ sinh có một lớp xi măng, nên chắc không được rồi. Tớ sẽ đi thử xem các phòng khác như thế nào. Tớ sẽ vô phòng gaming. Hình như ở đó có thể đào được tường. Đây là con em của tớ. Mày đi ra để chị làm việc coi. Tớ nhớ căn phòng này có một bức tường bằng đất. À, nó đây rồi. Lúc trước tớ định xây một lối đi bí mật ở đây, nhưng mà cũng chưa có thời gian làm, nên bây giờ cũng tiện. Tớ sẽ đào một lối đi dẫn ra bên ngoài. Hình như có ánh sáng ở bên ngoài rồi đó các bạn. Cố lên, một chút nữa là xong rồi. Hãy nhấn nút like để giúp tớ nhé. Tớ ra bên ngoài được rồi. Không ngờ sự kiện game năm nay họ làm đẹp thật đó. Đúng là không hề uổng công. Để mình trốn ra đây, quá là xuất sắc luôn. Chị Mai vui vẻ ơi, xem em chui vào trong trái táo nè. Con ơi, sao con ăn mà để tay bẩn thế? Con hãy nhờ chị Mai vui vẻ lau tay cho con đi. Quá đơn giản, để cho bọn tớ lo cho. Tớ sẽ là quan võ tướng, còn tớ sẽ biến thành một tiên nữ. Tớ có sức mạnh cứng rắn, có thể điều khiển được giấy, chẻ đôi được cả một quả táo. Hãy xem sức mạnh của tớ đây. Tớ có thể nước và hất văng cả một dĩa chuối khổng lồ này. Tớ sẽ dùng tờ giấy này lau sạch tay cho cậu nhé. Chỉ cần 10 giây thôi, việc này sẽ hoàn thành một cách nhanh chóng. À, có sạch được một miếng nào đâu. Tớ không có sức mạnh như quan võ tướng, nhưng tớ có sự mềm mại và uyển chuyển. Để tớ sẽ giúp cậu lau sạch tay nhé. Wow. Với sự khéo léo và mềm mại, tớ nghĩ có thể giúp cậu lau sạch tay được. Xoay đều, từ phía trước ra phía sau. Cần sự mềm mại và khéo léo. Wow, thật sự là rất sạch sẽ. Tạm biệt chị Mai, vui vẻ đi con. Đây là ngôi làng yên bình mà tớ hay sống. Tớ có một cô em nhỏ nữa. Chị Mai vui vẻ ơi, chị cảm thấy như vậy thoải mái chưa? Chị thấy như vậy là vừa đủ lực rồi đó. Sao mình mệt quá đi? Sao ở đây đẹp thế? Mà tại sao những chú bò ở đây sống thoải mái như vậy? Họ còn được uống sữa và ăn cỏ ngon như vậy. Mình không hề thấy họ có áp lực gì cả. Các bạn không làm việc sao? Ở đây chúng tớ không có làm việc. Chúng tớ sống theo chế độ 9, 9, 6. Được ăn cỏ tươi từ đất, thư giãn trên bãi cỏ xanh mát cùng với ánh nắng. Ở chỗ tớ thì phải làm việc rất là vất vả, khổ lắm. Vậy chị Mai vui vẻ ơi, tại sao đều là bò mà chúng ta lại ăn với ngủ vậy? Chúng ta khác họ chứ, chất lượng quan trọng hơn số lượng đó. Bò ở chỗ chúng ta được ăn lại cỏ tươi, được nhập khẩu và kiểm định nghiêm ngặt, không có thuốc trừ sâu. Sữa của chúng ta sẽ có chất lượng cao hơn, nhiều khoáng chất và protein hơn, giúp cơ thể chắc khỏe hơn, bổ sung được nhiều canxi hơn. Không biết ở trường học vui không ta? Mình cũng muốn được đi học và được mặc quần áo đẹp giống các bạn. Bố ơi, con có tiền này, bố cho con đi học nhé. Có mấy đồng bạc của mày, sao mà đủ đóng tiền học được? Mà mày học mẫu giáo, vô đó chỉ có chơi thôi. Chờ 2 năm nữa, tao cho mày vào lớp 1 luôn. Vậy thì con đem số tiền này đi mua rượu cho bố nhé. Này Tiểu Mai, con đi đâu vậy? Sao chú hỏi con không trả lời? Chú ơi, đi học mẫu giáo, chỉ lên đó chơi thôi hả? Chú cũng chưa học mẫu giáo, nên cũng không biết. Tiểu Mai, hôm nay là ngày nhập học mà, sao con không đi học? Bố con bảo học mẫu giáo chỉ lãng phí thời gian thôi. Ha ha, bố mày cũng biết tính quá nhỉ, chắc ông lấy tiền đó đi mua rượu rồi. Ông chú ơi, cho con xin ứng lương tháng này nhé. Tôi sẽ cho cậu ứng trước. Dạ con cảm ơn, chú có tiền rồi, mau theo chú đi nhập học thôi. Cặp của con này, vô trường nhớ là nghe lời thầy cô nha. Ai mà bắt nạt con, cứ đi mách với chú sẽ xử lý cho con đi vô trường đi. Dạ, tạm biệt chú ạ. À, thử thách trang trí chiếc xe của người lạ. Mỗi lần tớ đi xem ôm, tớ đều phải làm những thứ này. Khử trùng yên xe cho sạch sẽ, sau đó lau sạch những chỗ bẩn của chiếc xe. Tớ sẽ lau mọi thứ, cho tới khi nào chiếc xe bóng loáng thì mới được. Có vẻ như chú tài xế cũng cảm thấy rất vui. Tớ sẽ gắn các loại nơ trang trí lên chiếc xe này. Tớ sẽ tặng cho chú xe ôm một cái. Tớ sẽ trải tấm vải dễ thương này lên yên xe máy, sau đó gắn tấm màn này lên phía sau xe. Nó có thể đóng mở tùy ý luôn đó. Trước khi khởi hành, tớ cũng cần phải bôi kem chống nắng trước, để đảm bảo da không bị ăn nắng. Chú ơi, chú cầm giúp con hũ kem này với. Tớ sẽ xem thử lớp kem đã phủ đều hay chưa. Có vẻ như là ổn rồi. Ăn một chút táo để lót dạ, xịt một chút dầu thơm, để
để tạo cảm giác sang trọng khi ngồi ở bên trong xe. Được rồi, khởi hành thôi chú ơi. Mọi thứ mình nghĩ sẽ thoải mái, nhưng kết quả là... Thử thách, trang trí xe cho người lạ phần 2. Tiếp tục phần trước không được suôn sẻ lắm. Lần này tớ sẽ rút kinh nghiệm, tớ chỉ lau sạch và đánh bóng chiếc xe thôi. Chiếc bánh xe nên chà sạch một chút, sau đó gắn vài chiếc nơ bướm trang trí chiếc xe. Vậy là đẹp rồi đó các bạn ạ. Gắn bên hông một chiếc túi bóng để đựng hoa. Nhìn tổng thể chiếc xe, tớ thấy còn thiếu cái gì đó. Đúng rồi, yên xe cũng cần phải bọc bằng túi bóng nữa. Như vậy chắc là ổn rồi đó. Mà trước khi khởi hành, tớ phải kiểm tra make up nữa. Để xem nào, có vẻ như mọi thứ đều tốt. Anh để cho em chăm sóc da cho anh luôn nhé. Dàn miền giá làm sạch, sau đó em sẽ đánh một chút đàn giúp anh thư giãn. Tớ nghĩ khúc này chắc anh ấy cũng thấy thích lắm đó. Sau đó massage vai gáy, tớ cũng sẽ làm cho anh lái xe luôn. Khúc này tớ đoán là anh ấy khá là thích đó. Dán một miếng chống say, bởi vì tớ đi xe cũng hay bị say lắm. Tớ cũng cần phải ngâm chân để lưu thông đường huyết nữa. Này cô bé ơi, điểm đến của cô chỉ mất có 5 phút là tới rồi. Được được, em lên xe ngay. Tạm biệt các bạn nhé.